sau khi mình chèn cái hình vô mà mình thấy cái hình này nó to nó nhỏ thì nói ha, to nhỏ thì mình tăng nó lên rồi này giảm nó xuống bằng cách là kéo này, cái này gọi là resize. Resize là thay đổi kích thước, còn crop á tức là cắt nó đó. Thì bây giờ trong này Powerball nó cũng có chức năng là cắt trực tiếp trên này, thì trong cái letter này muốn cắt trực tiếp thì cắt sao này, lấy chuột phải vào cái hình, lấy chuột phải nha, lấy chuột phải vào cái hình, vào object property chúng ta sẽ thấy cái nút là dropping đó, mình bấm vào dropping, mình bấm ok, rồi bắt đầu nó lòi ra mấy cái cạnh này để cắt. Ví dụ như em muốn cắt cái nhà màu vàng này đi thì em sẽ bấm vào đây em kéo nha. À, em kéo bị lộn rồi do không có xài con chuột, chúng ta phải xài chuột dropping nè, ok nè, rồi đưa con chuột vào đây nè, kéo nè, đó cắt cái nhà này đi, tức là nó sẽ nhỏ cái hình lại, rồi em sẽ cắt cái dòng sông này nhỏ lại chút nữa, chỉ để nửa dòng sông thôi, đó nó ra thành tăng dòng sông ly biệt góc này xíu nữa, đó là chúng ta sẽ có một cái hình nhỏ ha, rồi là click ra ngoài, giờ là xong.